Thầy Tệ Hải đã giúp tôi thanh lọc cửa thân tâm và có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Tôi tên đầy đủ là Nguyễn Phú Trung. Hiện nay công việc của tôi là tư vấn các giải pháp về thanh lọc cơ thể và nâng cao hệ miễn dịch. Biết đến thực dưỡng cách đây hơn 6 năm và khi trên đấy thì có rất trong thực dưỡng thì rất nhiều sách vở tài liệu, nhưng tôi không biết bắt đầu như thế nào và tìm hiểu ra sao. Thì rất may mắn là tôi đã tìm được các cái bài giảng của thầy Tuệ Hải. Đấy là bài giảng đấy đã giúp chúng tôi định hướng cho mình được việc tìm hiểu, nghiên cứu và thực hành thực dưỡng. Và chính như vậy mà tôi giúp cho tôi đã có nhiều các cái kiến thức đúng và thay đổi được sức khỏe của bản thân mình, cũng như tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thì trong cái video này thì Trung sẽ giới thiệu, chia sẻ anh chị cái lộ trình Trung đã học và thực hành như thế nào và những cái gì Trung cũng hiểu. Và một phần từ đó mới mong muốn rằng sau qua cái video này anh chị sẽ có một cái lộ trình để học thực dưỡng, thực hành nó và nâng cao sức khỏe, cũng như là giúp cho mình càng ngày càng thân thể càng ngày càng khỏe mạnh hơn, trí tuệ càng ngày càng khai mở hơn. Vâng, thì khi bắt đầu với thực dưỡng thì Trung thấy rằng nó có rất nhiều tài liệu, nhưng các tài liệu đấy thì dịch từ nhiều nguồn khác nhau và mình cũng không biết là nên tìm hiểu quyển nào trước, quyển nào sau. Chính vì vậy khi bắt đầu thì nên học một cái gì rất là căn bản, rõ ràng và dễ hiểu. Thì Trung đã tìm được cái bộ 10 bài giảng của thầy Tuệ Hải. Thì trong 10 cái bài giảng đấy thì thầy giảng rất căn bản, từ cái kiến thức cơ bản nhất về nguyên lý âm dương, rồi các cái tiêu chuẩn về sức khỏe, các cái 7 giai đoạn phát triển của trí phán đoán, 12 cái định luật của nguyên lý âm dương. Sau đó thì thầy có hướng dẫn cách mà mình sử dụng các cái sản phẩm, từ việc uống nước, dùng muối, cũng như là phát hiện các cái vấn đề nảy sinh trong quá trình mà mình trải nghiệm và mình có cái niềm tin hơn về phương pháp thực dưỡng. Vâng, đấy là giai đoạn đầu tiên. Nhưng mà nếu mà chỉ nghe không thì Trung, cái cách học của Trung là vừa nghe vừa ghi chép và take note, cũng như là sau khi nghe xong mình viết lại những cái ý hiểu của mình về cái nguyên tắc đấy. Đồng thời là mình không chỉ nghe, mình không phải tư duy mà mình còn thực hành. Cái thực hành căn bản nhất bạn nên thực hành để giúp bạn hiểu được thực dưỡng nhanh, đấy là thực hành một cái chế độ thanh lọc cơ thể trong vòng 7 đến 10 ngày, chỉ ăn các cái ngũ cốc toàn phần. Và qua quá trình 10 ngày đấy, vừa thanh lọc cơ thể, vừa nâng cao về kiến thức, thì Trung đã hiểu hơn, sâu hơn cái hay và cái vi diệu của phương pháp thực dưỡng này, và làm mình chủ động được về vấn đề sức khỏe hơn, tự tin hơn để mình kiểm soát được cũng như là mình nâng cao được cái sức khỏe của mình lên hàng ngày. Vâng, thì đấy là bước đầu tiên. Và tất nhiên là chúng ta ngoài, nhưng mà thực dưỡng nó không chỉ dừng ở vấn đề là thân thể, mà nâng cao hơn nữa đấy chính là khí chất, đấy chính là tư tưởng và tinh thần. Vâng, thì bài giảng cái loạt bài giảng thứ hai mà sau thời gian Trung học tiếp, đấy là cái loạt bài giảng về cân bằng thân tâm. Và cái tên đề tài chỉ có thể search trên YouTube là cân bằng thân tâm của thầy Thích Tuệ Hải. Thì có những bài giảng này cũng dạy rất là căn bản, từ cái các cái tiêu chí về đánh giá sức khỏe, các cái loại thực phẩm dùng như nào, liều lượng ra sao, cũng như là hướng dẫn về chế độ chữa bệnh bằng nhịn ăn, và cách mình ứng dụng thực dưỡng, mình theo dõi sức khỏe của mình hàng ngày để mình có thể là hiểu được, nắm bắt được và vận dụng nó vào trong thực tế của từng người. Những bài giảng đấy rất là đơn giản, dễ hiểu và giúp chúng ta có một cái niềm tin sâu hơn về phương pháp thực dưỡng, cũng như là các cái nguyên lý âm dương nó vận dụng vào các cái vấn đề khác nhau. Và đấy là cái loạt bài thứ hai. Và tiếp sau cái loạt bài thứ hai này, bạn có thể học thêm cái loạt bài thứ ba mà thầy giảng, đấy là loạt bài về sức khỏe và hạnh phúc của thầy Thích Tuệ Hải. Thì trong cái đấy, trong cái loạt bài này thì cái thực dưỡng được nâng cao lên một tầm vóc mới, bởi vì lúc đấy nó thiên về các kiến thức về dưỡng sinh, và lúc đấy bạn hiểu được rằng là cách trị các bệnh ung thư, các bệnh nan y, các bệnh khó chữa như thế nào bằng cái tâm của mình. Vâng, thì đến đây thì chúng ta thấy là thực dưỡng thì là khía cạnh về thân thể là ăn uống, nhưng cao hơn nữa đấy chính là vấn đề về khí. Thì có những bài giảng để chúng ta cách chúng ta điều khí, điều tức để làm sao chủ được, làm chủ cái khí của mình. Và khi cái khí mình nó quân bình rồi thì cái tâm của mình nó sẽ cũng bình bình lặng. Và khi mà tâm bình lặng ấy, thì cái
vì cái hiệu quả của phương pháp thực dưỡng này hay là cái cách chữa bệnh nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Tại sao cùng những người cùng ăn thực dưỡng, cùng ăn gạo lứt muối bừng, cùng tiến hành chế độ chữa bệnh, nhưng có người có kết quả rất tuyệt vời, nhưng có người lại kết quả rất là bình thường, và gần như có những người thì bỏ cuộc. Như vậy thì nó nằm ở đâu? Thì nằm chính là bắt đầu mọi thứ vạn pháp do tâm, tức là mọi thứ nó đều do cái tư tưởng, do cái thái độ, do cái hiểu của mình về về vấn đề đấy. Nếu mà mình cùng áp dụng phương pháp thực dưỡng nhưng có người sợ hãi thì kết quả khác, nhưng cái người mà tin tưởng thì kết quả nó sẽ rất là khác. Và chỉ cần từ cái tâm, hai cái tâm khác nhau thôi thì cái hai cái kết quả nó hoàn toàn khác biệt nhau. Và đấy là lý do mà mình nghĩ rằng chúng ta cần phải học sâu và tìm hiểu sâu về phương pháp thực dưỡng. Và tiếp theo đấy là gì? Qua cái bài giảng này chúng ta sẽ nhận được là thực dưỡng không chỉ là con đường mà giúp chúng ta có một sức khỏe tốt, mà còn đem lại chúng ta gì? Cái hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc ở đây chính là cái tâm bình an, cái khí huyết nó được lưu thông trong cơ thể, và con người ta luôn luôn bình an đối mặt với các cái khó khăn, đối mặt với nghịch cảnh, và biến tất cả mọi cái nghịch duyên trở thành cái cơ hội để trưởng thành lên, cơ hội để phát triển lên. Đấy cũng là cái hiểu về cái nguyên lý âm dương, tức là gặp một cái khó khăn rất lớn thì có người rất là sợ, hoặc là gặp một cái bệnh tật rất là nguy hiểm, bạn rất là sợ, thì lúc đấy chúng ta bị đi xuống. Nhưng nếu chúng ta biết cách thì chúng ta biến các cái thách thức đấy, biến các cái khó khăn đấy trở thành cơ hội để chúng ta vươn lên, nâng cao cái kiến thức mình hơn, lớn hơn vấn đề và trưởng thành hơn qua những cái khi mà đối mặt với các thử thách như vậy. Và chính vì khi mà chúng ta trưởng thành hơn thì đấy là chúng ta sẽ hạnh phúc hơn và mở mang cái trí tuệ của mình nhiều hơn. Thì qua cái đấy thì tôi cảm nhận được rằng, là tôi thấy được rằng thực dưỡng là gì? Thực dưỡng chính là giúp chúng ta thanh lọc được các cái, thứ nhất là các cái tư tưởng nó lo sợ, tham lam, sân hận, thì qua cái con đường thực dưỡng giúp chúng ta mở mang được cái tâm mình hơn, sống bình an hơn, vui vẻ hơn. Và cái triết lý giá trị lớn nhất của nó chính là gì? Chính là giúp đỡ nhiều người khác có được sức khỏe, tạo một nguyên nhân cực kỳ tốt. Đấy là gì? Một hạt ra 10.000 hạt. Có nghĩa là nếu chúng ta biết cái điều gì tốt, chúng ta biết được các cái phương pháp này tốt, chúng ta hãy chia sẻ cho hàng nghìn người, thì chính như vậy chúng ta có một cái điểm báo, có một kết quả tuyệt vời hơn. Cái thứ hai thực dưỡng giúp được chính là đề tốc về mặt khí chất, đúng không? Qua con đường ăn uống, nhai kỹ, rèn luyện như vậy thì chúng ta có một cái khí chất, có một sự bình an, thì lúc ấy khí huyết sẽ lưu thông, tạo cho người ta một con người điềm tĩnh, vững vàng, làm việc không một mềm nọt mọt, trí tuệ sáng suốt, quyết định một cách mạnh mẽ, thì chính là chúng ta nâng được khí chất lên. Và cuối cùng đấy chính là thể chất, và khi ăn uống đúng, hợp tự nhiên, ăn đúng mùa vụ, ăn thực phẩm sạch, an lành và quân bình, thì dần dần là cái thể chất chúng ta được nâng cao. Đấy là ba điều chúng ta cần hiểu rằng qua một cái liệu trình thực dưỡng, nó không chỉ thay đổi chúng ta về mặt tư tưởng, thay đổi chúng ta về mặt khí chất, thay đổi chúng ta về mặt thể chất, nâng cấp lên một tầm cao mới. Và tôi rất là cảm ơn những bài giảng của thầy Lê Hải, và tôi làm cái video này để mong muốn anh chị cũng tìm hiểu được, học được và thực hành được, mang lại giá trị lợi ích cho sức khỏe, cho sự hạnh phúc cho bản thân mình, gia đình mình, và cao hơn nữa là hãy chia sẻ nó cho cộng đồng mình. Hãy chia sẻ cái video này hoặc là chia sẻ bài giảng của thầy Lê Hải cho nhiều người hơn, để mọi người biết cách để làm bác sĩ tốt nhất cho mình, làm người là bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của gia đình mình. Và xin cảm ơn. Và hãy đăng ký kênh video này ngay để bạn được nhận được các cái chia sẻ tuyệt vời hơn nữa, và để giúp chúng ta có một cái thế giới khỏe mạnh, giúp chúng ta có một cái niềm vui trong cuộc sống nhiều hơn. Và xin cảm ơn.